Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 1 tây tháng 6 năm 2019 nha. Đầu tiên xin cảm ơn bé Xuyên Thái 217.000 đồng nha. Cảm ơn em đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng tham khảo đơn hàng của Xuyên Thái. Bam, đầu tiên là em búp bê mắt đá tóc tím. Ấy lộn, váy tím. Tóc vàng hồng, khuôn mặt rất là xinh, có cái nơ đỏ hồng nữa nè, 47.000. Và một em búp bê cô dâu màu hồng, rất là dễ thương, 47.000 đồng. Yeah, và đây là anh Ken 90.000 ha, tóc suông nè. Đó, mặc một bộ đồ rất là đẹp và đặc biệt là anh ta mang đôi giày màu trắng nha, 90.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của bé Hoàng Quế Anh, 190.000 đồng. Xin cảm ơn Quế Anh đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng tham khảo đơn hàng của Quế Anh. Ten, wow, một vỉ bánh, bán bánh quy rất là đẹp luôn nè mấy em nha. Có máy bán nè, máy tính tiền nè, rồi có cái hộp đựng bánh quy, rồi có là cái mâm, hai cái khay để đựng bánh, rồi đồ kẹt nè, tiền nè, và rất là nhiều bánh bích quy thơm ngon khác nhau. Một vỉ như thế này là 85.000. Tiếp theo thì có cái laptop 5.000 đồng, wow, dán móng tay 5.000 rất là đẹp luôn. Bé nhí thời trang thì là 7.000 nè mấy em, và cả một combo kẹo 20.000 đồng, đủ hết các loại kẹo luôn. Tên tên, còn có bịch ly 5.000. Và hãy xem đây, rất là dễ thương luôn nha. Đó, một cái lắc chuông 15.000. Kẹp nè, đây là kẹp trái cây, đó là cam và thơm, 5.000 đồng một cái. Và còn có là tiền 2.000 đồng một bịch. Bịch chén thì là 3.000, có rất là nhiều chén luôn. Bé Trần Thủy Tiên ơi, đến đơn hàng của em rồi, 153.000 đồng nè Thủy Tiên. Xin cảm ơn Thủy Tiên đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng xem đơn hàng của Thủy Tiên. Đầu tiên sẽ là một bộ đồ bay ha, đồ kiểu nè, đồ bay 35.000 rất là đẹp. Tiếp theo thì còn có là đồ yếm, mấy em xem nè. Đồ yếm thì sẽ có một cái quần yếm nè, đó, và một cái áo ha, mình có thể kết hợp lại, 35.000 đồng. Wow, và một bộ váy yếm nữa nha, váy yếm rất là đẹp luôn, phối với áo này ha. Chúng ta cũng có thể là đổi nha, đổi cái áo này qua cái váy này đó, phối qua phối lại, 35.000 đồng một bộ. Rồi còn có mắt kiến nè, 5.000, cài tóc 5.000 và một cái viết muỗng 5.000. Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 255.000. Chị xin cảm ơn Gia Hân đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng xem đơn hàng của Gia Hân. Go, go, go. Và đây là Wixi cún con, rất là dễ thương luôn nè mấy em. Đó, Wixi chó 110.000 đồng, rất là đẹp luôn đó. Hãy xem nè, giống thốn và thỏ non. Đây, go, go, go. Rất là dễ thương. Tiếp theo thì còn có là bạn Wixi cô. Đây, hai bạn chó và cù rất thân với nhau. Wixi cù Galaxy thì là 90.000 đồng nha. Đây, rất là mềm và rất là thơm luôn mấy em. Wow, còn có hai cái cặp táp nữa, mỗi cái 9.000 bằng da nha. Và hai bịch tiền, mỗi bịch là 2.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Nguyễn Thị Minh Trang, 94.000 đồng. Chị xin cảm ơn Minh Trang đã ủng hộ shop nha. Ta ra, và đây là một cái túi bao tử 39.000 đồng nè mấy em. Rất là đẹp luôn nha. Đây, có một ngăn ở đây và một ngăn đựng đồ ở đây nữa, chỉ có 39.000 đồng thôi. Tiếp theo thì là có ba cái charm nè, đó, charm trái tim pha lê, rồi charm là trái dưa lưới nè, và charm bé thiên thần, mỗi charm 5.000. Hello chị Kiều, cảm ơn chị Kiều đóng hộ shop đơn hàng 208.000, xin mời các em cùng tham khảo và kiểm tra đơn hàng của chị Kiều giúp chị nha. Và đây là một cái slam may 3 tầng rất là đẹp luôn, 30.000 đồng được tặng kèm theo đó là tuyết và charm. Còn có là bé Whistical Galaxy cực kỳ dễ thương, 90.000 đồng. Và còn có là một cái ba lô BTS màu hồng, 55.000 đồng. Chị Nguyễn Nhi ơi, đã đến đơn hàng của bé, của chị Nguyễn Nhi rồi, xin lỗi nha. Xin cảm ơn chị Nguyễn Nhi đã ủng hộ shop đơn hàng 267.000. Và xin mời các em cùng xem đơn hàng của chị Nguyễn Nhi. Đầu tiên, đó là một combo kẹo rất là ngon, 20.000 đồng luôn. À, còn có Wixi trái đào và Wixi trái dâu, mỗi trái như vậy thì là 18.000. Tiếp theo thì còn có là một cái combo siêu mềm nha, bộ kit siêu mềm 53.000 đồng. Thì nó có cả Wixi slam, rồi kẹo dẻo, kẹo nổ, rồi slam lỏng, đồ trang trí slam mochi, đồ trong đây nữa nha mấy em, rất là tuyệt vời luôn. Wow, có cả slam galaxy nữa nè, slam may galaxy được tặng kèm theo tuyết và charm 30.000 đồng. Và một cái bánh mochi 8.000 thơm ngon. Xin chào bé Hoàng Thị Như Hằng, đã đến đơn hàng của em rồi, chị xin cảm ơn em đơn hàng 111.000 đồng. Xin mời các em cùng xem đơn hàng của bạn Như Hằng nha. Wow, bạn mua hai bộ kit luôn, từng mỗi bộ là 30.000 đồng. Rồi còn có cả cốm cầu vòng 5.000, tuyết bông bạc là 8.000, ba hũ kim tuyến này thì chỉ có 5.000 thôi. Xin chào Như Tuyết, đã đến đơn hàng của Như Tuyết rồi, chị cảm ơn Như Tuyết đã ủng hộ shop đơn hàng là 216.000 đồng. Xin mời các em cùng xem đơn hàng của Như Tuyết nha. Đó chính là bộ kit làm slam 30.000 đồng nè. Rồi còn có là một Wixi hộp sữa 70.000 đồng, rất là dễ thương luôn. Đây,
hình dáng BTS 10.000 đồng một shop như thế này luôn nha. Và còn có cả là bịt mắt nước nữa nè, giúp cho đôi mắt của chúng ta mát, ngủ ngon, thông minh. Và bịt mắt nước là 32.000, còn đây thì là bé ngồi vòng cầu 25.000 đồng. Chúng ta sẽ bỏ nước vào đây, sau đó muốn cho này đó thì chúng ta nói hãy làm theo mũi tên. Trời, nước văng vô mặt rất là vui luôn nha. Và một cái gì đây, một bịch Whisky Mini à? Không phải, đó là kẹo marshmallow vani. Ngon, mà những viên này nó giống như Whisky vậy đó. 16.000 một bịch. Xin chào bé Nguyễn Phương Vi đã đến đơn hàng của em 121.000 rồi. Wow, và Phương Vi mua là một combo kẹo 20.000 luôn nè mấy em ơi. Và có cả là giấy bao tập nữa nè, giấy bao tập BTS nha, 15.000 đồng một sấp. Đây, rất là dễ thương. Có cả thước BTS là 8.000 đồng. Và một cái ba lô BTS màu hồng là 55.000. À, và chị đã phát hiện ra một sai sót rồi. Phương Vi ơi, em đặt là giấy nhãn 8.000 chứ không phải là giấy bao tập đúng không? Như vậy thì chị sẽ lấy giấy bao tập ra và chị sẽ thay vô nhãn vỡ cho em nè nha. Huỳnh Lê Bảo Trâm ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 232.000 đồng. Chị xin cảm ơn Bảo Trâm đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng xem đơn hàng của Bảo Trâm. Wow, các em xem đây, đầu tiên là bạn mua một cái túi lắp ráp ha, một cái túi lắp ráp như vậy thì là 56.000 đồng. Có rất là nhiều dụng cụ để mà chúng ta lắp ráp luôn nè. Rất là đẹp luôn nha, tha hồ sáng tạo. Tiếp theo là một chiếc xe tải nha, một chiếc xe container 28.000 đồng đó, xe thùng á, xe đầu kéo đó mấy em, để chở được rất là nhiều hàng hóa luôn. Và còn có là phụ kiện cho búp bê 5.000 đồng một bịch. Và còn có em búp bê mắt đá, tóc hồng đen, váy màu xanh lấp lánh, khuôn mặt rất là đẹp, 35.000. Ui, xem đây, lại còn có hai anh Ken rất là đẹp trai, mỗi anh 35.000 đồng nữa nha. Tiếp đến là đơn hàng của bé Nguyễn Phương Anh, 340.000 đồng. Chị xin cảm ơn Phương Anh đã ủng hộ shop nha. Umala, và đây là áo Blackpink này nha mấy em. Đó, Blackpink 60 nhưng bây giờ chỉ còn 50. Các em xem nè ha, chất liệu thun rồi hình ha, rất là đẹp luôn. Áo t-shirt nha, 50.000 đồng. Và áo BTS cũng là 50.000 đồng luôn. Đây, rất là rẻ luôn đó mấy em, mà đẹp nữa. Tiếp theo thì là một cái giường hồng 60.000 đồng, có gối đầu và gối ôm và cả nệm luôn nha. Trời ơi, quá trời tiền luôn. 5, 10, 15, 20 sắp là 40.000 đồng. Một sắp nhỏ như vậy là 2.000. Một em bé ngoài bồn cầu là 25.000 đồng này mấy em. Chơi rất là vui luôn. Và có là búp bê mắt đá 35.000 đồng, tóc vàng hồng, khuôn mặt rất đẹp, váy lấp lánh. À, có anh Ken luôn. Cả hai người đều rất là đẹp. Anh Ken thì là 35 luôn nha. Và chiếc nhẫn BTS 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của bé Trầm Hương Yên, 65.000 đồng nha. Rồi, đầu tiên sẽ là một bộ kit làm slime 30.000 đồng và một cái charm trái dâu rất là dễ thương 5.000. Tiếp theo là Triệu Vân Thủy, một cái tên rất là dễ thương. Xin cảm ơn em đã ủng hộ shop đơn hàng 105.000. Đó là một bộ kit làm slime nè, 30.000 đồng đó mấy em. Rồi, còn có là một em búp bê mắt đá xinh đẹp 35.000. Na Thị Huyền ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 205.000 nè. Xin cảm ơn em và xin mời các bạn khác cùng tham khảo nha. Wow, và hãy xem 1, 2 và 3 cái ba lô BTS luôn. Hai cái màu đen, một cái màu hồng, mỗi cái 55.000 đồng. Tiếp theo là bé Lê Thị Cẩm Ly, đơn hàng 80.000 đồng nha. Bạn đặt là một em búp bê cô dâu rất là xinh đẹp, váy tím lộng lẫy luôn. Đây, có lấp lánh ở phía sau nữa, chỉ có 47.000 đồng thôi. Tiếp theo thì là bé Trần Thị Thu Hương, đơn hàng 93.000 đồng. Wow, có dây chuyền của nhóm nhạc nữ Blackpink nè, rồi dây chuyền của nhóm BTS nè, lắc tay của Blackpink nè và lắc tay của BTS, xem như là hai bộ đó mấy em. Đây, hai bộ như thế này nha, bên đây là Blackpink, bên đây là BTS. Mỗi cái đều 15.000. Bé Nguyễn Ngọc Quyền ơi, đã đến đơn hàng của em 293.000 nè. Chị xin cảm ơn em và xin mời các bạn cùng xem. Cái giường hồng có nệm và có gối nha, 60.000. Fan, và đây chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên thì sẽ là ly chai nè, đó bạn đã mua 3 bịch ha, mỗi bịch là 5.000. Chén thì 3.000 đồng một bịch. Rơm thức ăn nè, 15.000 một vỉ. Wow, đầy đủ loại bánh hết. Và còn có charm nè, charm của sushi, charm sushi, trái tim pha lê, trái tim trong suốt, thanh long đỏ và cung hoàng đạo, mỗi charm 5.000. Hello, còn đây là nón bé heo thân thiện nè, rất là mềm luôn nha, lỗ tai và cái tai rất là dễ thương. Chiêu 130.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Dương Ngọc Lan, 195.000. Chị xin cảm ơn Ngọc Lan đã ủng hộ shop. Có là Whisky đào và Whisky trái táo, mỗi Whisky là 18.000. Tiếp theo thì là hũ nè mấy em, 5.000 đồng. Ấy lộn, 5 cái hũ mỗi cái 2.000. Rồi, tiếp theo thì còn có là keo sữa ATM 50.000 đồng ha. Rồi đến là cái này là bô ráp,
và jam tặng kèm theo đó là hũ slam trong nha, để về các em sẽ tự pha chế theo ý của mình. 30.000 đồng một hũ. Cốm cánh đào rất là nhiều, 5.000, tuyết mỹ 8.000, borat 5.000, màu là 2.000 đồng một chai nha. Và đây là chai hương nha, cái này là màu, còn đây là chai hương 5.000. Bé Trần Tâm Như ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, chị xin cảm ơn em đã ủng hộ shop và xin mời các em cùng xem và kiểm tra đơn hàng của Tâm Như giúp chị nha. Đó chính là một bộ kit làm slam 30.000, một combo kẹo 20.000 đồng nè, hũ trái tim nha, 5 hũ, mỗi hũ 2.000 có nắp. Tiếp theo thì rất là nhiều viết luôn, đây là có viết quyển sổ nè, viết con bướm nè ha, rồi viết là cái thiên nga và cây bút nhỏ, một cái chảo, Mickey, ngựa pony, Spiderman và cái cây dao ha. Chúng ta đếm thử coi, 2, 4, 6, 8 cây, tổng cộng mỗi cây 5.000 đó. Hello, bé Nguyễn Lâm Đăng Khôi ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 123.000 nha. Và đây, đầu tiên sẽ là một hũ slam mây dưa hấu, có tặng kèm theo tuyết và cham 30.000 đồng. Rồi bạn còn có mua là borat nè, 5.000 đồng một bịch, cốm tuyết và cốm tim, 5.000 đồng một bịch luôn. Wow, hạt fishbowl trong suốt rất là đẹp, 5.000. Sau đó có hai chai hương, mỗi chai cũng 5.000. Hũ này là hũ tròn loại lớn nha, cũng 2.000 đồng một hũ có nắp. Và một cái cham sushi, một cham pony, mỗi cham 5.000. Xin chào bé Khánh Hà, đến đơn hàng của Khánh Hà rồi nè, 120.000. Ồ, đó là một móc khóa PT21 10.000, rất là đẹp. Sau đó là ba cây viết nha, viết PT21, viết trái thơm và viết cánh bướm nha, mỗi viết là 5.000 đồng. Sau đó còn có là cây kẹp nữa nè, cây kẹp hoa hướng dương, một cái nhẫn BTS và một cái áo thun BTS 50.000 đồng, rất là đẹp. Hello, Mai Quỳnh Anh Tuấn đã đến đơn hàng của em rồi, 376.000, chị xin cảm ơn anh Tuấn đã ủng hộ shop và xin mời các em hãy cùng tham khảo đơn hàng của anh Tuấn nha. Wow, và đây rất là dễ thương, đó là bé Christy một mắt nha, rất là đáng yêu luôn, một nhân vật hết sức là dễ thương, 80.000 đồng. Tiếp theo thì là Christy bình sữa nè mấy em, 70.000 đồng nha. Đây còn có cái hũ đựng slam 6.000, Christy trái đào, đây là Christy trái đào 18.000, và Christy panda 25.000, có cả kem cạo râu 44.000. Rồi đến là hũ này là hũ đựng keo sữa loại lớn nè, 15.000. Và bạn còn có đặt là hai bịch borat nè, mỗi bịch 5.000, tuyết thì 10.000 một bịch, hương 5.000 đồng một chai, cốm trái tim ha, 5.000 đồng một bịch, chai này là chai hương sô-cô-la 5.000. Rồi đến là cái này là 5.000 nữa nha. Yeah yeah, và rất là nhiều cham, 2, 4, 6, 8, 10 cham luôn. Tuyết này nha, cái lộn trái tim pha lê, kem, donut, gấu, gậy của thủy thủ mặt trăng, apple, đó, sushi, cung hoàng đạo, trời ơi thanh long nè, pony và cái nón của ông già Noel nữa, rất là xinh luôn, mỗi cái 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Tuyết Nhi 171.000, xin mời các em xem. Đầu tiên thì sẽ có là hũ keo sữa lớn 15.000, keo sữa nhỏ thì là 4.000, đất sét thì là 3.000 nha, kim tuyến giấy nè mấy em thì là đất sét là bạn mua nè, 3 bịch lận, mỗi bịch là 3.000 ha. Rồi kim tuyến giấy là 5.000, sau đó thì hồ ha. Hồ là một bịch. 3 bịch borat, hồ 10.000, borat 5.000 một bịch. Nhẫn BTS là 5.000, cái này thì là 8.000 ha. Hương môn nè, 5.000 đồng một chai. Và còn có là cái đồ dán móng tay 7.000 nữa. Yeah yeah, và đây là áo thủy thủ nha, 50.000 đồng có túi luôn đó mấy em. Và có nơ, rất là dễ thương nha. Lý Hồng Tâm ơi, đã đến đơn hàng của em 95.000 rồi nha. Tiếp theo, cái lộn đầu tiên thì lại sẽ là một hũ slam trong 30.000 đồng này nha. Đây, có được kèm theo borat và tuyết đó, để về nhà các em có thể pha thêm nha, bởi vì slam này chị làm hơi lỏng. Tiếp theo thì là bút nè, đó, cà rốt, hamburger và sổ, mỗi cây là 5.000. Bé Nguyễn Ngọc Huyền Trang ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 151.000 nha. Tên tên, đầu tiên sẽ là hình dáng của Blackpink 10.000 đồng nha. Rồi có keo sữa 15.000, keo sữa 4.000 ha. Hũ đựng slam trái tim 2.000 đồng một hũ. Cái này thì là 5.000 đồng 3 hũ nha. Rồi đến là tủ lạnh gom với lại hạt nở nè, chỉ có 5.000 đồng thôi. Borat là 5.000. Wow, bia nè, xem nè, bia vàng và bia đen 15.000 đồng một gói. Rất là ngon luôn chứ, không xỉn luôn. Và đây là sản phẩm của Nhật thì mình yên tâm sử dụng. Có cả cốm nè, 5.000 đồng đó mấy em. Hai chai màu nha. Đó, ba chai màu, mỗi chai 2.000. Rồi đến là ba chai hương, đây, mỗi chai là 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của bé Lê Thị Kim Ngân 136.000. Đầu tiên sẽ là slam mây Blackpink nè mấy em, 30.000 đồng, rất là dễ thương, tặng kèm theo tuyết và cham. Rồi đến là trứng lưới 10.000. Wishy Panda 25.000 đồng. Wishy trái đào là 15, 18.000.
một cây bút quạt nha, một cây bút quạt PTS 10.000 đồng. Rồi đến là bọc, bạn mua 5.000 đồng bọc hút này nha. Và còn có là kim tuyến 3 hũ 5.000. Tiếp theo là lương ngọc tiền, đơn hàng 152.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một bộ kit làm slime 12 món 30.000 đồng nè. Rồi đến là keo sữa là 15.000. Hũ slime nha, hũ đựng slime á 2.000 đồng một hũ nè. Ở đây là có 5 hũ. Tuyết xanh bông bạc là 8.000. Hai cái whisky dễ thương luôn, đó chính là whisky trái dâu. Ở trong bọc thì các em thấy vậy thôi, bỏ ra rất là dễ thương luôn. Và trái đào ha, 18.000 một trái. Combo kẹo là 20.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của ba Hoàng Văn Thúy đã tặng cho bé một đơn hàng là 233.000. Xin mời các em xem đơn hàng rất là dễ thương. Đây, đầu tiên sẽ là cái áo bẹt vai này mấy em nè. Cái cổ nó sẽ bẹt ra có phần thun, còn cái tay thì nó sẽ có cái nơ rất là dễ thương. Áo chỉ có 50.000 đồng. Và đây là chất liệu vải này nha. Yeah, tiếp theo thì còn có là áo thun bé thỏ và có cái nón ở phía trên nữa kìa. Rất là dễ thương, cũng chỉ có 50.000 thôi, mặc rất là xịn năng động. Tiếp đến thì là áo có 3 hộp nút ở phía dưới và có bạn bướm đang bay ở phía trên. Kiểu áo cũng rất dễ thương mà cũng chỉ có 50.000 đồng thôi. Tiếp theo thì sẽ là một cái đầm nha mấy em. Đây, đó là một cái đầm, đầm caro rất là dễ thương luôn. Ở phía dưới là phần tay dài nè, ở phía trên thì là có nón nha. Đó. Tiếp theo thì cũng là cái áo này, các em cũng có thể xắn cái tay lên như thế này cho nó năng động và trẻ trung nha. Áo đầm caro phối với lại phần ở phía trên đó, len như vậy rất là đẹp luôn mà chỉ có là 50.000 đồng thôi đó mấy em. Đây ha, các em xem này rất là đẹp luôn, có nón luôn. Và bây giờ là đơn hàng của bé Trần Gia Hân, 341.000 đồng. Xin mời các em cùng xem đơn hàng của Trần Gia Hân. Và chị xin cảm ơn Gia Hân đã ủng hộ shop nha. Pantene đầu tiên sẽ là cái quạt BTS này mấy em, 20.000 đồng rất là đẹp. Rồi đến là thước BTS ha, là 8.000 đồng. Rồi còn có là cái này, em xem là áo khoác cho búp bê, 20.000 đồng nha. Lạnh cũng mặc được mà trời nóng cũng mặc được luôn cho nó đỡ nắng. Rồi có một em mannequin 28.000 cho búp bê làm nhà thiết kế thời trang. Hũ đựng slime loại lớn ha, là 6.000 đồng nè mấy em. Rồi tiếp theo thì còn có là hũ nhỏ, 2.000 đồng một hũ. Có một cái bóp viết BTS 40.000 đồng. Đây 6.000 nha. Đây váy 16.000 màu xanh rất là đẹp. Giá đỡ búp bê là 10.000. Laptop thì 5.000 đồng một cái thôi, dễ thương quá đi. Rồi đến là móc khóa BTS nè mấy em, móc khóa trái tim. Đây, móc khóa trái tim nha, chỉ có 10.000 một cái. Và bạn mua tổng cộng là 3 cái. Hello, còn có hai em móc khóa BT21 nữa nè, rất là dễ thương luôn, cũng chỉ có 10.000 đồng một cái thôi. Cài tóc cho búp bê 5.000, phụ kiện cho búp bê cũng 5.000. Và charm nha, đây là hamburger, sữa và pony mỗi cái 5.000. Có một bịch giày cho búp bê 5.000 và hai chai hương mỗi chai cũng 5.000. Tiếp đến thì còn có ba lô BTS 55.000 đồng nữa nè. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Đặng Nguyễn Bảo Châu, là đơn hàng khủng 1.181.000. Xin mời các em cùng xem nha. Tan 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 tan. Và đây quá trời đồ đẹp luôn nha. Đầu tiên phải kể đến đó là cái gian nhà, gian phòng tắm ha. Có phòng tắm đứng nè, rồi có gương nè, có lavabo, có cửa sổ, có toilet, có đồ vệ sinh, có cả điện thoại. Và đặc biệt là phần phía trong nè, nền giống như gạch bông thật luôn nha mấy em. Có vòi tắm nè ha, 295.000. Tủ hồng thì là 72.000 đồng nè nha mấy em. Bàn thì 7.000, ghế thì 5.000. Có cả giường cho búp bê là 60.000. Và rất là nhiều cái phụ kiện nhỏ nhỏ luôn, như là hai cái túi xách nè, mấy em xem nha. Hai cái túi xách thì mỗi túi như vậy thì là 8.000. Đó, có laptop 5.000, đồ bơi. Đây là đồ bơi nè. Đồ bơi là 7.000 một bộ. Phụ kiện như thế này thì là 5.000 một bịch. Chỉ có là móc và chén là 3.000 nha. Có mắt kiến nè. Đó. Và đồ của nàng tiên cá luôn. Đây là đồ của nàng tiên cá màu vàng rất là xinh, 35.000. Bạn mua hái bỏ luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn nha. Rồi ở bên đây thì có giá đỡ 10.000 một cái. Hai cái vali Hellcat 3 ha, rất là dễ thương luôn. Mình có thể kéo nè, đóng lại nè, kéo ra nè, đóng lại nè, 15.000 một cái ha. Ba lô cũng 15.000 đồng một cái, rất là đẹp. Wow, váy yếm nè mấy em, váy xanh và váy cam rất là dễ thương. Mỗi váy là 35.000, đồ học sinh thì là 25.000 một bộ. Gối cho búp bê thì 18.000. Tiếp đến thì còn có cả váy cổ trang màu xanh và màu đỏ nha. Đây các em xem, 50.000 đồng một bộ. Và cả hai em búp bê xinh đẹp nữa nè. Trời ơi, sao này đơn hàng này dễ thương thật luôn á. Búp bê hoa hồng nha, 140. Búp bê symbol up là 130. Ê, 140.000 luôn. Búp bê này là có khớp cổ chân luôn nè mấy em. Đó, đúng là đơn hàng khủng siêu đẹp luôn nha. Wow, và video của chị thì đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu muốn đặt hàng thì hãy nhớ là xin phép ba mẹ rồi gọi 0937899707 nha.